Cô chào các bạn. Hôm nay cô hướng dẫn các bạn phân môn luyện từ và câu của tuần 28 qua bài ôn tập tiết 1 và tiết 3. Trước khi bắt đầu tiết học, các bạn chuẩn bị tập viết để làm bài theo yêu cầu của cô. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài tập số 1. Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện theo các yêu cầu sau. A. Đoạn văn có mấy câu? B. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn, rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. C. Xác định câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép. Và đây là đoạn văn của mình cùng tìm hiểu. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh năm thầy tròn 20 tuổi. Hằng ngày, thầy dậy sớm, quét dọn nhà cửa, tưới cây với học trò. Những buổi lên lớp, thầy giảng bài rất kỹ. Thầy giảng đi, giảng lại, bao giờ trò hiểu mới thôi. Thầy chấm bài rất kỹ, phân minh, và thầy thường ghi thêm lời nhận xét chu đáo. Không những thầy giảng giải về địa lý và lịch sử đất nước cho học trò nghe, mà thầy còn giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Bây giờ cô sẽ sửa bài, các bạn cùng theo dõi nhé. Đoạn văn trên có 5 câu. Câu thứ nhất, thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh năm thầy tròn 20 tuổi. Câu thứ hai, hàng ngày thầy dậy sớm, quét dọn nhà cửa, tưới cây với học trò. Câu thứ ba, những buổi lên lớp, thầy giảng bài rất kỹ. Thầy giảng đi, giảng lại, bao giờ trò hiểu mới thôi. Câu thứ tư, thầy chấm bài rất kỹ, phân minh, và thầy thường ghi thêm lời nhận xét chu đáo. Câu thứ năm, không những thầy giảng giải về địa lý và lịch sử đất nước cho học trò nghe, mà thầy còn giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Nào, câu thứ nhất, thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh năm thầy tròn 20 tuổi. Chủ ngữ là thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Vị ngữ là dạy học ở trường Dục Thanh năm thầy tròn 20 tuổi. Câu thứ hai, hằng ngày thầy dậy sớm, quét dọn nhà cửa, tưới cây với học trò. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là dậy sớm, quét dọn nhà cửa, tưới cây với học trò. Câu thứ ba, những buổi lên lớp, thầy giảng bài rất kỹ. Thầy giảng đi, giảng lại, bao giờ trò hiểu mới thôi. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là giảng bài rất kỹ. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là giảng đi, giảng lại, bao giờ trò hiểu mới thôi. Câu thứ tư, thầy chấm bài rất kỹ, phân minh, và thầy thường ghi thêm lời nhận xét chu đáo. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là chấm bài rất kỹ, phân minh. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là thường ghi thêm lời nhận xét chu đáo. Câu thứ năm, không những thầy giảng giải về địa lý và lịch sử đất nước cho học trò nghe, mà thầy còn giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là giảng giải về địa lý và lịch sử đất nước cho học trò nghe. Chủ ngữ là thầy. Vị ngữ là giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Bây giờ các em xếp các câu trên vào nhóm thích hợp. A. Câu đơn
là câu do một cụm chủ ngữ, vị ngữ tạo thành. B. Câu ghép là câu do nhiều cụm chủ ngữ, vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành. Nào, các bạn xem đáp án của cô nhé. Câu đơn là câu số 1, câu số 2. Câu ghép là câu số 3, câu số 4 và câu số 5. Chúng ta vừa làm bài tập có nội dung về các kiểu cấu tạo câu gồm câu đơn và câu ghép. Ví dụ về câu đơn: Thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh năm thầy tròn 20 tuổi. Với câu ghép, ta có câu ghép không dùng từ nối hay cách nối trực tiếp và câu ghép dùng từ nối. Câu ghép không dùng từ nối, ví dụ: Những buổi lên lớp, thầy giảng bài rất kỹ, thầy giảng đi, giảng lại, bao giờ học trò hiểu mới thôi. Giữa các vế câu ghép này được nối trực tiếp với nhau bằng dấu phẩy. Ngoài ra, câu ghép không dùng từ nối hay cách nối trực tiếp, ta còn có thể sử dụng dấu chấm phẩy và dấu hai chấm. Với câu ghép dùng từ nối, ta có câu ghép dùng một quan hệ từ, ví dụ: Thầy chấm bài rất kỹ, phân minh và thầy thường ghi thêm lời nhận xét chu đáo. Giữa hai vế câu ghép được nối với nhau bằng quan hệ từ và. Ngoài quan hệ từ và, ta còn có thể sử dụng những quan hệ từ mà, còn, thì, nhưng, hay, vân vân để nối các vế câu ghép. Với câu ghép dùng một cặp quan hệ từ, ta có ví dụ: Không những thầy giảng giải về địa lý và lịch sử đất nước cho học trò nghe, mà thầy còn giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Hai vế câu ghép được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ không những mà, biểu thị quan hệ tăng tiến. Ngoài ra, chúng ta còn có những cặp quan hệ từ để nối các vế câu ghép như sau: Vì, nên, nếu, thì, hễ, thì, không chỉ, mà, vân vân. Cô vừa ôn tập lại kiến thức các kiểu cấu tạo câu nhằm giúp cho các bạn nhớ lại kiến thức đã học. Từ đó, chúng ta đặt câu chính xác và dễ dàng hơn. Ta sang bài tập số 2. Đọc bài văn Tình quê hương, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 101 và trả lời các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương. Câu thứ hai, điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương. Câu thứ ba, tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn. Câu thứ tư, tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế, có tác dụng liên kết câu trong bài văn. Nào, bây giờ các bạn đọc thầm văn bản, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi. Cô mời các bạn xem một vài hình ảnh để giải nghĩa các từ có trong văn bản nhé. Đây là hình ảnh con gia, là loài cua nhỏ, chân có lông, dùng để chế biến món ăn. Hình ảnh một buổi chợ phiên, đây là nét sinh hoạt, văn hóa, phong tục của người đồng bào dân tộc vùng cao. Với khung cảnh nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng, phong phú, mọi người tấp nập, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc của buổi chợ phiên. Đây là hình ảnh bánh rợm, là loại bánh làm từ bột nếp, nhân đậu xanh hoặc nhân thịt. Đây là món bánh phổ biến và dân dã, thường được làm sau mùa gặt hay những dịp lễ Tết. Hình ảnh một bìa sách truyện Kiều của Nguyễn Du. Đây được xem là truyện thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam. Tác phẩm này được viết bằng chữ nôm.
Theo thể thơ Lục Bát, các bạn cùng nhìn lại nội dung văn bản Tình quê hương. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi nhé. Với câu hỏi số 1 thì cô sẽ dựa vào nội dung đoạn 1 để trả lời. Những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương là đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt. Với những từ ngữ đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt thể hiện được tình cảm của tác giả yêu quê hương của mình một cách tha thiết. Đây là tình cảm yêu quê hương vốn có sẵn trong mỗi chúng ta. Dù đi đến nơi nào chăng nữa, chúng ta vẫn luôn nhớ về quê hương yêu dấu của mình. Câu hỏi số 2 thì cô sẽ dựa vào nội dung đoạn 2 để trả lời. Điều đã gắn bó tác giả với quê hương là những kỷ niệm tuổi thơ đã gắn bó tác giả với quê hương như đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giọng, ướp cá, đơm tép, móc con da, bánh rợm, lưỡi kiều ngâm thơ, hát chèo. Đó là những ký ức tuổi thơ và sẽ là những kỷ niệm khó phai trong lòng của tác giả. Các bạn xem một vài hình ảnh về ký ức tuổi thơ của tác giả. Đây là hình ảnh đốt bãi, hình ảnh đào ổ chuột, hình ảnh úp cá. Đây là hình ảnh úp cá. Ta sang câu hỏi thứ 3. Cô sẽ thực hiện mẫu của đoạn 1. Riêng đoạn 2 thì các bạn sẽ luyện tập thêm vào vở của mình nhé. Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn. Làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ, phong cảnh đẹp hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng, và cũng có những người yêu tôi tha thiết. Nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, dây dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Trong đoạn này có hai câu ghép. Câu ghép thứ nhất, làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Với một, làng quê tôi đã khuất hẳn. Với hai, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Câu ghép thứ hai, tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ, phong cảnh đẹp hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng, và cũng có những người yêu tôi tha thiết. Nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, dây dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Với một, tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ, phong cảnh đẹp hơn đây nhiều. Nhân dân coi tôi như người làng, và cũng có những người yêu tôi tha thiết. Với hai, sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, dây dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Các bạn đã được học phép liên kết các câu trong đoạn văn rồi. Bây giờ ta áp dụng kiến thức đã học để lựa chọn đáp án đúng bằng cách thực hiện trắc nghiệm nhé. Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết trong bài văn. Các từ ngữ được lặp lại trong bài văn có tác dụng liên kết câu. Các bạn lựa chọn đáp án đúng nhé. A, đó là từ tôi. B, đó là từ mảnh đất. C,
đó là từ tôi và mảnh đất. D, đó là cụm từ làng quê tôi. Nào, các bạn dựa vào văn bản, suy nghĩ và trả lời. Nào, bây giờ để xem đáp án của cô nhé. Đáp án C, các từ được lặp lại trong bài văn có tác dụng liên kết câu là từ tôi và từ mảnh đất. Tương tự, các bạn ghi lại các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn, chỉ rõ từ ngữ đó thay thế cho từ ngữ nào. Các bạn suy nghĩ. Bây giờ các bạn xem đáp án của cô nhé. Từ ngữ được thay thế mảnh đất cọc cằn ở câu thứ hai thay thế cho từ ngữ làng quê tôi ở câu thứ nhất. Mảnh đất quê hương ở câu thứ ba thay thế cho mảnh đất cọc cằn ở câu thứ hai. Mảnh đất ấy ở câu 4 và câu 5 thay thế cho mảnh đất quê hương ở câu thứ 3. Ta vừa ôn tập kiến thức giữa kỳ 2 về các kiểu cấu tạo câu, tìm hiểu nội dung của một văn bản theo các câu hỏi. Các bạn về nhà luyện tập tìm câu ghép trong một đoạn văn của tiết thứ 3. Cô mong rằng các bạn ghi nhớ kiến thức thật tốt để hoàn thành các bài tập. Tiết học đến đây kết thúc. Cô chào tạm biệt các bạn.